Thầy Thanh xin chào các em Hôm nay thầy Thanh lại hướng dẫn chúng ta Ôn tập chương 1, chương 2, vật lý 12 Ở cái mức là cơ bản nhất nha các em Cơ bản nhất là nghĩa là bạn nào bây giờ á Là ít thuộc bài nhất Mà chịu, khé, chịu khó mà nghe thầy hướng dẫn thôi Cũng sẽ hiểu bài Nha Tại những nội dung này là thầy cô giáo sẽ thường hay giảng cho chúng ta rất là nhiều lần trong quá trình học tập Câu số 1 dao động điều hòa là A à, chuyển động có giới hạn được lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng. B. dao động mà trạng thái chuyển động lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. Sau những khoảng thời gian bằng nhau, trạng thái lặp lại như cũ gọi là dòng tuần hoàn nha các em. Câu C. dao động được mô tả bằng một định luật hàm sin hoặc cosin. D. dao động tuân theo định luật hàm tan hoặc cô tan. Thì dao động đi qua là dòng động mà ly độ là được mô tả bằng một hàm là sin hoặc là cosin à, chúng ta chọn đáp án là câu C, 1C nha. Câu số 2. Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. A. À, dẫn tốc có độ lớn cực đại gia tốc có độ lớn bằng 0. Ở vị trí cân bằng, dẫn tốc là cực đại, độ lớn cực đại đúng rồi. Và ở vị trí cân bằng gia tốc bằng 0 đúng rồi. Câu 2 chúng ta chọn luôn câu 2A. Rồi các câu rõ chưa? Câu 3. Công dao động điều hòa dẫn tốc biến đổi điều hòa. A. Cùng pha so với ly độ. B. Ngược pha so với ly độ. C. Sớm pha pi trên 2 so với ly độ. D. Trễ pha pi trên 2 so với ly độ. Thì ly độ gia gia tốc dẫn tốc biến thiên điều hòa theo thời gian cùng tần số. Gia tốc sớm pha hơn dẫn tốc một góc pi trên 2. Dẫn tốc sẽ sớm pha hơn ly độ một góc là pi trên 2 gia tốc và li độ là ngược pha chúng ta phải thuộc được kiến thức này vậy vận tốc sẽ sớm pha Bi trên hai so với li độ chúng ta chọn câu c câu số 4. trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi điều hòa a à, cùng pha với li độ thầy vừa nói xong thôi để thầy ghi lại cho các con luôn nha rồi nhớ nè là ở đây mình có là v nè là sớm pha B trên 2 là so với X nè, so với X nè. Ok chưa? Rồi, gia tốc A sẽ sớm pha B trên 2 so với V nè. Bảo nào? Còn A và X á, là A sớm pha hơn X một góc là B. Hay A và X là ngược pha. Ngược pha. Nhớ nha. Cái này buộc học thuộc nghe, nghe, nghe tụi con. Vậy thì câu 4 này chúng ta chọn đáp án là gia tốc ngược pha so với ly ly độ. Thầy nhắc lần nữa nè, vận tốc sớm pha hơn b trên 2 so với x. A sớm pha hơn b trên 2 so với vận tốc. Gia tốc và ly độ là ngược pha nha. Câu số 5. Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất để giật trở lại trạng thái ban đầu gọi là gì? Khoảng thời gian ngắn nhất để giật trở lại trạng thái ban đầu gọi là là chu kỳ dao động, đúng không? Chu kỳ dao động là thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần. Hoặc chu kỳ dao động là khoảng thời gian ngắn nhất để giật trở lại trạng thái thái cũ, tức là trở lại vị trí cũ và theo hướng hướng cũ. Câu 5 chúng ta chọn 5C nha. Câu số 6. Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x bằng a cos omega t cộng phi. Dẫn tốc có giá trị cực đại là v mắc v mắc bằng a nhân omega. Đáp án là câu 6 c. Ok chưa các con? Cố gắng học bài cho thầy, cố gắng là à, chăm chỉ là xem video của thầy để lấy lời kiến thức nghe chưa? Câu số 7 Công thức tính tần số dao động của con lắc lò xo là gì? Con lắc là so là tiền mua kẹo là T bằng 2 bi căn M trên K đúng nào? Thì F bằng 1 phần 2B căn của K trên M câu 7C. Câu số 8. Một cái con lắc lò xo so gồm một lò xo so có khối lượng không đáng kể, một đầu cố định, một đầu gắn một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dao động điều hòa theo phương ngang. Lực đàn ngồi có tác dụng à, à, xin lỗi lực đàn hồi lò xo so tác dụng lên viên bi luôn hướng thế nào thì thầy nói đối với, các, đối với cái con đó lò xo so nằm ngang á thì lực đàn hồi cũng chính là lực kéo về cũng chính là lực hồi phục và lực đàn hồi luôn hướng về vị trí cân bằng như vậy chúng ta, chúng ta, chọn đáp án là câu 8 b nghe lực đàn hồi của con lá lò xo nằm ngang chính là lực kéo về đúng không nào luôn luôn hướng về vị trí cân bằng chúng ta chọn đáp án 8 b các con rõ chưa? Câu số 9. Con lá lò xo so dao động điều hòa với chu kỳ T, khối lượng M nhỏ và lò xo so có độ cứng K. Nếu tăng khối lượng lên gấp đôi và đồng thời giảm độ cứng hai lần thì chu kỳ sẽ thế nào? Bảo nào? Vậy thì chúng ta phải viết công thức ra. À, T bằng gì? Bằng 2B căn M trên K. Như vậy ở đây người ta nói là gì? Nếu tăng khối lượng lên gấp đôi. Thay đổi màu nha, tăng khối lượng lên gấp đôi, nghĩa là ngay chỗ m là sẽ nhân 2. Bảo nào, đồng thời giảm độ cứng đi 2 lần là ngay chỗ k chia 2. Như vậy 2 chia cho 1/2 sẽ ra là 4, lấy căn sẽ ra là là, là 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 2. Như vậy ở đây là chu kỳ sẽ tăng 2 lần, tức là tăng gấp 2, chúng ta chọn 9b. Chúng ta có thể hiểu nè. M M tăng lên là hai lần đúng nào mà K giảm đi là hai lần nên thương số M trên K nó sẽ tăng lên là 4 lần mà căn 4 ra 2 hoặc các con lập tỷ số thì cũng chọn được đáp án B thôi câu số 10 khi con lắc chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì ở vị trí cân bằng vận tốc là cực đại ở vị trí biên vận tốc bằng không đúng nào à, như vậy thì khi đi về vị trí cân bằng thì động năng sẽ tăng lên đến cực đại, mà động năng tăng thì thế năng giảm. Vậy câu 10 này mình chọn đương nhiên là bán gì rồi? 10A rồi. Nhớ nghe, từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì động năng tăng thế năng giảm nha các con. Câu 10A. Thầy kiểm tra lại coi, biên về vị trí cân bằng. À đúng rồi. Rồi câu số 11. Một cái con lắc đơn có chiều dài L dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường với biên độ góc nhỏ, tần số góc là omega nha các con. À, con lắc đơn của nào? Vậy omega bằng gì? Omega bằng căn của g trên L. Đừng có lộn với cái con lắc lò xo so nghe chưa? Con lắc đơn là omega bằng căn của g trên L. Câu B. Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? A à, dao động tắt dần, có biên độ giảm dần theo thời gian. Ừ. <laughs> đúng luôn rồi, 12A. Bảo nào, chỉ thuộc bài là chọn ngay 12A. Ok chưa? Dao động tắt dần là dòng có biên độ giảm dần và năng lượng giảm dần theo thời gian nha các con. Câu 13. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi nào? Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng là F bằng F0, T bằng T0, Omega bằng Oga 0. Thì ghi lại luôn cho các con nè f này bằng f0 nè. L T bằng T0 nè. Và omega bằng omega0 nè. Đúng không nào? Vậy chúng ta chọn ngay được đáp án rồi. Tức là f là tần số ngoại lực cưỡng bức nó bằng với tần số riêng. Câu 13A. 13A nha các con. Câu 14. Chọn câu trả lời đúng. Biên độ dao động tổng hợp A của hai dòng điều hòa có biên độ A1 A2 đạt giá trị cực đại khi nào? A tổng hợp mà đạt giá trị cực đại khi hai dao động cùng pha tức là delta phi bằng gì? Bằng phi 2 trừ phi 1 mà bằng K2B. Nhớ ngang này là cùng pha nha các con. Và lúc này A maximum chính là bằng A1 cộng A2. À, nắm kỹ các kiến thức này ngang em nào quên thì coi lại nghe chưa. Như vậy thì biên độ đạt giá trị cực đại khi hai động là cùng cùng pha chọn 14B. Câu số 15 xét tổng hợp của hai dao động cùng phương cùng tần số biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc vào a biên độ dao động thành phần thứ nhất b biên độ dao động thành phần thứ hai c tần số của hai dao động thành phần d độ lệch pha của hai dao động thành phần chúng ta lưu ý nè chúng ta có công thức là a bình vương biên độ tổng hợp a bình bằng a một bình cộng a hai bình cộng 2 lần A1, A2 nhân với cos của phi 2 trừ phi 1. Phi 2 trừ phi 1 gọi là độ lệch pha nha các con. Như vậy từ công thức này mình thấy A phụ thuộc vào A1 nè. A phụ thuộc vào A2 nè. Biên độ tổng hợp phụ thuộc vào độ lệch pha nè. Đúng nào? Và tất nhiên biên độ tổng hợp này sẽ hoàn toàn không phụ thuộc vào tần số omega. Không phụ thuộc vào tần số F. Và không phụ thuộc vào chu kỳ T. Ok chưa? Các con khi học phần này nè, thầy có giảng cho các con, thầy cô có giảng cho các con là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần tần số là một dao động điều hòa có cùng tần số với hai dao động thành phần. Như vậy biên độ tổng hợp sẽ không phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần. Mà nếu thuộc bài như vậy thì không cần viết công thức A ra. Ok cho các con. Câu số 16. Một vật dao động điều hòa với tần số F bằng 2H chu kỳ là bao nhiêu? Câu này dễ nhất quả đất. T thì bằng 1 trên F. 1 chia 2 ra nhiêu? Là 0,5 giây. 16C. bảo nào? Dễ nhất quả đất. Rồi. Câu số 17. 1. vật gia đồng điều hòa với phương trình X bằng 10. Có 3 bi cộng bi trên 4. Biên độ là bao nhiêu? Nhìn ngay biên độ trả lời ngay là mấy? Đây nè A nè. A là 10. Chọn ngay câu D cũng là một câu thuộc dạng là dễ nhất quả đất. Ok chưa? Như thầy nói rồi, đề này là là để giúp chúng ta là khái quát quá là kiến thức vật lý 12 ở chương 1 và chương 2. ở mức độ là cơ bản nhất. Vậy chứ nhiều bạn học giỏi, bạn chủ quan cũng vẫn làm sai nha các con. Rồi câu số 17 xong phải không? Tới 18 nè. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 5 cos 2 bt cộng b trên 3 chu kỳ là đây omega đây là 2 pi Vậy chu kỳ T bằng 2 pi trên omega Có bạn nào không thuộc công thức này không? Thì biết một chục lần cho nhớ nha Vậy 2 pi chia cho omega là 2 pi Ra là 1 giây 1 giây à? Đáp án A à. Quá dễ đúng không các con? Câu số 19 Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x bằng 3 cos pi t cộng pi trên 2 Pha dao động ở lúc t bằng 1 giây Phai động là cái nào Nguyên cái này gọi là pha nè các con Như vậy mình thế thêm bằng 1 dây vô Bi nhân 1 Cộng với bi trên 2 Nguyên cái trong mặt của cos này gọi là pha nha các con Thì bấm máy ra được là 3 bi 2 3 trên 2 là 1,5 Bi Ra dần Dễ không? Đáp án câu C 19C nha Câu 20 Câu 20 một vật dao động điều hòa giữa phương trình x bằng 3 có 4 bt trừ b trên 6. Hãy xác định vận tốc cực đại của dao động. Vận tốc cực đại là Vmax các con, V maximum tính bởi bằng công thức omega nhân a. Nhìn vào phương trình a là 3 nè, omega là 4 nè. Vậy 3 nhân 4 ra bao nhiêu? Là 12. Mà x đơn vị là cm. Thì a đơn vị là cm, vận tốc cực đại đơn vị là cm trên dây. Nhớ nghe, nhiều bạn á, tính được 12 thấy dễ quá, đánh đại luôn. Chọn đáp án D, cật lắc. Các con rõ chứ các con. Câu 21. Một vật dao động điều hòa có phương trình x bằng 5 cos của 2Pt cộng trên 3cm xác định gia tốc khi x bằng 3cm. Bây giờ chúng ta có nè, gia tốc A bằng gì? A bằng trừ omega bình phương nhân x. Nhớ đây người ta cho bi bình bằng 10 nha, bằng trừ omega bình là 2 bi là 2 căn 10. Bình phương nhân x là 3. 2 bình phương là 4. 4 nhân 10 là 40 phải nào? 40 nhân 3 là 120. Có dấu trừ nữa, A sẽ là trừ 120 cm trên dây bình. Chúng ta chọn đáp án là câu B Quá dễ đúng không các con? Dễ quá mà ha 21 rồi 22 Một vật dao động điều hòa có phương trình x bằng 20 cos 20 bt Trừ bi trên 2 Dẫn tốc ở thời điểm t bằng 1 phần 12 giây Như vậy ở đây là x là hàm cos đúng hàm rồi ha dẫn tốc viết phương trình dẫn tốc là v sẽ bằng trừ omega nhân a sin omega t cộng phi bạn nào quên công thức này học thuộc nha phải học thuộc phương trình này nha trừ omega là trừ 2b a là 20 sin viết viết nguyên cái này lại 2b t thế là 1 phần 12 trừ b trên 2 rồi các con bấm máy con để chữ bi trở lại tức là nhập là trừ 20 trừ 2 nhân 20 nhân xin nguyên cái này luôn tức là nhập luôn dấu trừ luôn nha thì sau khi bấm máy được kết quả là 20 căn 3 à, như vậy là bi nhân 20 căn 3 cm trên dây à, đáp án mình chọn là câu câu b một số câu thì nhớ đáp án thầy khỏi tính toán nha các con Vậy chứ không phải câu nào thì cũng nhớ nha Câu 23 Một vật dao đồng điều hòa Có phương trình x bằng 6 cos omega t cộng pi trên 2 Hãy xác định pha ban đầu Đúng nào Nhìn đây X là 6 cos omega t cộng pi trên 2 Đúng hàm cos rồi nha X là hàm cos nha Vậy ở đây chính là phi nè Là bằng pi trên 2 Quá dễ đúng không các con 23A Đây này siêu dễ mà Câu 24. Một vật dao động điều hòa trong 1 phút thực hiện được 30 dao động. Chu kỳ là 1 phút là 60 giây phải không nào? Vậy tính chu kỳ T lớn sẽ bằng T nhỏ trên N. T nhỏ là 60 chia N là 30 dao động ra là 2 giây. Đáp án A. 24A nha. À, thầy nói luôn nè, nhiều khi thầy dạy các bài tập mà trên Youtube thế này à, nếu mà thầy dạy chậm quá đi thì thầy, à, thầy quay một cái video tốn rất nhiều thời gian à, nên thầy à, làm các thao tác à, cũng không nhanh lắm nhưng cũng không chậm lắm, chậm lắm ha à, nếu các con mà giả sử như mà à, các con tiếp thu không kịp thì các con bấm dừng lại để các con xem nha rồi câu 25 một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm tần số là 10Hz phương trình dao động biết rằng tại à, tại thì chứ chỉ tại ha à, này ta chứ không phải tại đâu chọn gốc thời gian khi vượt qua vị trí cân bằng theo chiều dương bây giờ các con lưu ý nè gốc thời gian qua vị trí nè t bằng 0 nè qua vị trí cân bằng là x bằng 0 nè theo chiều dương là v lớn hơn không nè gốc thời gian qua vị trí cân bằng theo chiều dương là phi bằng trừ bi trên hai học thuộc luôn nha mà phi bằng trừ pi trên 2 mình loại đáp án D nè. Mình loại đáp án là gì? À, đáp án A luôn nè. Loại luôn đáp án C luôn nè. Ô, tuyệt vời vậy. Ha, <laughs> câu B. Rồi câu 26. Một con lát lò xo so gồm M bằng 100 g K là 100 Newton trên mét lấy pi bình bằng 10. À, giao động điều hòa có chu kỳ là đúng nào? T bằng 2 pi căn M trên K bằng 2. Bi bên là 10 thì bi các con thế là căn 10. Nhân căn của M là 0,1. 100g là 0,1 kg nha. K là 100 không nào. Cái này bấm máy ra là nguyên cái này 1 phần 10. 2 chi 10 ra là 0,2 giây. 0,2 giây người ta chọn đáp án B. Dễ không các con? Dễ ha nhớ sau này gặp một số bài toán mình phải biết linh hoạt thế cái chỗ là à, bi bình bằng 10 tức là bi bằng căn 10 nha rồi câu số 27 để thì lăn con chuột lên cái đã một cái con lò xo so gồm vật m và lò xo so có k là 100 newton trên mét có chu kỳ 0,2 giây tìm khối lượng của nào mình có công thức là t bằng 2b căn m trên k t là 0,2 bằng 2 pi, bi là căn 10 nhân với căn của m đang tìm nè và chia k là 100. Đúng nào? 100. Bấm nào, thầy bấm có lộn như nào không ta? Như vậy để thầy kiểm tra lại coi nào. Rồi rồi rồi, bấm máy giùm thầy gian chắc ha. 0,2 alpha bằng Rồi sau khi để bấm máy ra được là 0,1. Vậy m là 0,1 kg tức là 100 g nha các con 27 a câu nào thì nhớ đáp án thì nó dễ rồi còn nếu không nhớ phải bấm lại nha các con thầy giải nhiều câu này gặp tới gặp lưu hoài các con nên có nhiều câu nhìn qua là nhớ đáp án luôn câu 28 một cái con lá lò xo gia dao động điều hòa có biên độ 5 cm à, có k là 100 newton trên mét. tính cơ năng Cơ năng bằng gì? Cơ năng là 1 phần 2 K nhân A bình. Đúng không? 1 phần 2 K là nhiêu? 100. Nhớ đổi A nè. Ra mét nè. 0,05. Bình vương. Bấm máy có ra nhiều ha các con ha. Rồi sau khi ta bấm máy ra được 1 phần 8. Tức là 0,125. Vậy là 0,125 Joule. À đã bắn đi Rồi nếu thầy có bóng máy có nhầm thông cảm cho thầy nha các con. Thầy bóng máy dở lắm. Ok chưa? Rồi câu tiếp theo. Câu 29. Một cái con lắc đơn có chiều dài bằng 4 m đang dao động điều hòa tại nơi có g là bi bình à, tính chu kỳ của nó nào chu kỳ con lắc đơn của nó nào tiền lo ghệ của nào t bằng 2 b căn l chia g có bạn đọc là tiền là giấy cũng được các con bằng hai nè Bi để nguyên đi căn của l là 4 nè g là g thấy bằng bi bình ha bạn nào nhanh ý nhìn 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 thấy ngay nè bi bình lấy căn là bi bi trên bi mất 4 lấy căn là hai phút nào hai 2 ra 4 giây cái này khỏi bấm máy câu c đúng nào nhưng bạn nào mà tính nhẩm không được thôi bấm máy ăn chắc các con ha. Rồi câu số 30. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa. Đúng nào? X1 bằng 3 cos 4 bt cộng b trên 6. X2 bằng 3 cos 4 bt cộng b trên 2. Hãy xác định dao động tổng hợp. Cái này bấm máy tính ăn chắc các con ơi. Lệnh là mod 2 nè. Shift mod 4. Nhập cho thầy A1 là 3 nè. Cái cuốc phi 1 là bi trên 6 nè. Rồi cộng tiếp A2 là 3 nè. Cái cuốc và phi 2 là bi trên 2 nè. Bấm bằng ship 2 3 bấm bằng. Các con bấm theo thầy nha. Phi 1 là bi trên 6 nào. cộng A2 là 3 luôn phải nào bằng cả bấm ship 23 bằng ra 3 căn 3 với bi trên 3 nha các con 3 căn 3 và bi trên 3 3 căn 3 cái cốt bi trên 3 như vậy đáp án nào ta à, đáp án B không nào đáp án B rồi 30 ra B nha các con. Câu 31. Sóng cơ là gì? A là dao động cơ lan truyền trong một môi trường. B là dao động của mọi điểm trong một môi trường. Thôi, thôi bây giờ khỏi đọc hết đi. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường. Cái này học thuộc cho thầy. Ok chưa? 31A. 32 Điều nào sau đây là đúng khi nói về phương dao động của các phần tử tham gia sóng ngang? Sóng ngang là sóng góc phương dao động của các phần tử vuông góc với phương truyền sóng. Chúng ta chọn ngay câu B. Cái này học thuộc bài nha. Nhớ sóng ngang là phương dao động vuông góc phương truyền sóng. Vậy sóng dọc thì sao? Sóng dọc phương dao động sẽ trùng phương truyền sóng. Chúng ta nhìn câu 33. Điều nào sau đây là đúng khi nói về phương dao động của sóng dọc? Trùng phương truyền sóng nào? Vậy thì có đáp án nào không? đây 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 trùng với phương truyền sóng câu d qua là ghi dọc theo phương truyền sóng cũng được các con rõ chưa nhớ là sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất là vuông góc với phương truyền sóng còn sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trùng với phương truyền sóng ok chưa câu 34. khi sóng cơ truyền từ môi trường này sang môi trường khác đại lượng nào sau đây không thay đổi đại lượng mà không thay đổi đó chính là tần số không chỉ sóng cơ mà tất cả các loại sóng sóng ánh sáng đó sóng điện từ kể cả sóng cơ luôn sóng âm ha sóng âm cũng là sóng cơ các con khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác là chu kỳ và tần số là không đổi nhớ đổi yếu tố này nha câu 35 điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau giao thoa được với nhau muốn giao thoa được thì hai nguồn đó phải là hai nguồn kết hợp cái này thuộc bài thế nào là hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng phương cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Câu D. Nhớ ngang hai nguồn kết hợp là không cần cùng biên độ nha các con. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha, tức là hiệu số pha không đổi theo thời gian. Câu 36. Giao thoa sóng là hiện tượng gì? Giao thoa sóng là hiện tượng hai sóng gặp nhau có những chỗ chúng tăng cường lẫn nhau, có những chỗ chúng triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ cần nhớ như đó thôi. Chọn ngay câu A. Cái chỗ mà sóng tăng cường lẫn nhau chính là cực đại giao thoa. Còn chỗ mà chúng gặp nhau triệt tiêu lẫn nhau chính là cực tiểu giao thoa. Các con rõ chưa? Câu 37. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu? Thì trong giao thoa sóng, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là nửa bước sóng. Sẵn ta đọc luôn cho các con nghe nha. Nhớ nè, Công giao thoa sóng khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng sẽ là nửa bước sóng. Khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp cũng là nửa bước sóng. Và khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu liên tiếp là 1 phần tư bước sóng. Các con rõ chưa? À, các con nếu mà quên, nạp lại kiến thức nha. Câu số 38. Chọn câu đúng. Công hệ sóng dừng trên một sợi dây khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp bằng thì công sóng dừng khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là nửa bước sóng khoảng cách giữa hai nút liên tiếp cũng là nửa bước sóng còn khoảng cách giữa một bụng và một nút liên tiếp là một phần tư bước sóng chúng ta chọn đáp án câu c nó tương đương với uh, cái câu 37 các con phải không khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp uh, cũng là nửa bước sóng mà khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp cũng là nửa bước sóng khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là nửa bước sóng thì khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp cũng là nửa bước sóng khoảng cách giữa một cực đại giao thoa và một cực tiểu giao thoa liên tiếp tức là khoảng cách giữa một bụng và một nút liên tiếp là một phần tư bước sóng ok chưa sóng dừng cũng là giao thoa sóng nha các con câu 39 khi có sóng dừng trên dây khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng quá dễ một nửa bước sóng giống như cho điểm mình ha các con ha khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là nửa bước sóng nha Câu 40. Mối liên hệ giữa bước sóng lambda, vận tốc truyền sóng V, chu kỳ T, tần số f là. Chúng ta được học công thức là gì? Người vô tình về trên phố. Lambda bằng V nhân T bằng V trên f. Đúng không nào. Người vô tình là V nhân T, về trên phố là V trên f. Thì chúng ta sẽ có đáp án đúng là câu A. Các con nhìn kỹ lại đi, F bằng 1 trên T là đúng rồi. F bằng V trên lambda. Đúng nào? Thì mình sẽ có được là lambda bằng V trên F. Câu 40A nha. Câu 41. Biết khoảng cách giữa 5 ngọn sóng liên tiếp là 12 m, bước sóng là Bài toán này ha, chúng ta nhớ số ngọn sóng là cho n nha. Khoảng cách giữa 5 ngọn sóng là 12 m, chúng ta có công thức là D bằng n 1 nhân với lambda. Đây là sóng cơ. Chúng ta có công thức D bằng n 1 nhân lambda nha. D là 12 nè. N là số ngọn số là 5 nè, trừ 1 nè. Nhân lambda. Dễ dàng các con tìm được lambda là 12 chia 4 ra 3 m nè. Đáp án C. Phải không các con? Câu 42. Một sóng cơ lan truyền với tần số 20 Hz, bước sóng 3 cm, tốc độ truyền sóng là gì? Người vô tình về trên phố là lambda bằng v trên f. Vậy thì mình sẽ có được V chính là lambda nhân F. Bước sóng là 3 cm. Bước sóng là lambda nha các con. Cái này là lambda nè. Nhân F là 20. Ra là 60. Vì bước sóng đơn vị là cm nên vận tốc có đơn vị là đơn vị là cm trên dây. Chúng ta chọn đáp án A. Hồi nãy giờ thầy chạy hơi nhanh nha các con ha. Hơi nhanh. À, nhưng mà các bấm dừng được mà. Các con thấy video của thầy hay mà hỗ trợ giúp được các con á, các con nhớ like và chia sẻ giúp thầy ha, để thầy có động lực để làm nhiều cái video nữa để hỗ trợ các con. Câu 43. À, một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m trên dây có bước sóng 25 à 0,25 m, tần số là chúng ta có công thức là người vô tình về trên phố người về trên phố là v trên f thì con sẽ có f bằng v trên lambda đúng nào ờ đúng rồi f bằng v trên lambda v là 110 trăm m trên dây lambda là bước sóng là không hai này bấm máy ra được là 440 trăm bốn câu này dễ ha các con ha câu c các con rõ chưa câu 44 mươi một sóng cơ có phương trình U bằng 4 cos 20 bt trừ 0,5 bx tính tần số của nào? Con nhìn nè, 20 b chính là omega nè. Tính tần số là tính f thôi. Mình có f bằng gì? Bằng omega trên 2 b. Omega là 20 b chia cho 2 b. Đúng nào? Bằng phải không ta? À, ra 10, 10 h. Đúng nào? Chúng ta chọn đáp án A. Rồi câu 44A nha các con. Dễ không? Bạn nào thấy là đề này dễ đâu không nào? Mà nếu chúng ta chưa làm được nữa thì nhớ là phải nạp lại kiến thức nghe chưa? Tương lai của mình là do mình quyết định nghe chưa? Nếu mình không cố gắng học thì 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 mình sẽ thiệt thòi đấy. Mình có kiến thức, mình hiểu bài, mình sẽ làm được bài tốt và mình sẽ có tương lai tươi sáng nghe chưa? 45 Xét một sóng cơ có phương trình U bằng 20 có 80 BT trừ 0,75 x Xét một điểm cách nguồn sóng 2 m. À quên, X tính bằng mét chứ quên quên, X tính bằng mét, T tính bằng giây. Xét một điểm cách nguồn sóng 2 m, tức là cho X này các con. Tại thì điểm T bằng 4 giây, ly độ. Nhớ nghe công chương sóng cơ li độ là chữ U nha các con. Vậy mình thế vô, U sẽ bằng 20 nhân cos À, 80b nhân với t là 4 trừ 0,75b à x là 2 phải không nào? Rồi, các con bấm máy ra bao nhiêu ha? Bấm đuôi thầy coi. Thầy cũng phải bấm chứ làm sao nhớ đáp án nổi? À ra rồi bằng 0 Bằng 0 Như vậy lý độ sẽ bằng 0 Chúng ta chọn đáp án D nha các con Nhớ nha sóng cơ li độ là chữ U nha các con Còn X là khoảng cách X có thể thay thế bằng chữ D nhỏ nha các con Rồi 45 mình chọn câu D nha 46 Một sống cơ truyền dọc theo trục OX Có phương trình là U bằng 5 cos 6 BT trừ BX t đo bằng dây, x đo bằng mét này nhìn cái này quan trọng lắm nha các con tốc độ truyền sóng là thầy chỉ thì chiêu nè v bằng omega chia số trước x dưới tắt nha omega là 6 pi số trước x lấy số dương thôi không lấy dấu trừ nha chính là pi 6 pi trên pi ra còn lại là 6 mà x đơn vị là mét thì dẫn tốc là mét trên dây chúng ta chọn đáp án là câu câu c sẵn nhắc các con một công thức luôn nè, nếu muốn tính lambda thì chúng ta lấy 2b chia cho số trước ít. Đồng ý chưa? Nếu mình biết những cái nghệ thuật thế này thì mình giải bài toán rất là nhanh nha các con. À, giống như mình chơi một cái game sâu vậy đó, đúng nào? Mà muốn chơi được thì mình phải có kiến thức mới chơi được chứ, đúng nào? Câu 47. mươi một sóng cơ học có tần số 500Hz truyền đi với tốc độ 250m trên dây. Độ lệch pha giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng là pi trên 4 khi khoảng cách giữa chúng bằng. Đầu tiên thầy phải tính lambda đó đã, đã. Lambda bằng V trên F nha. Đúng không nào? Người vô tình về trên phố. 250 chia cho 500 ra là 0,5m. Đồng ý chưa? Chúng ta có công thức delta phi là độ lệch pha bằng 2 pi nhân d chia cho lambda. Tương đương delta phi là pi phần 4. D viết lại á, lambda là 0,5. Pi đang nhận pi mất rồi không nào? Vậy d sẽ ra là 0,5. 0,5 mà 2 nhân 4 là 8 không? 2 chuyển xuống các con chia cho 8 bằng số số quắc hả? 0,5 chia 8 bằng 1 phần 16. 0,0625. À, nhìn lại ha, đổi ra cm là 6,25 cm. Chúng ta chọn đáp án là câu A. Các con thấy không nào? Ở đây vận tốc là mét trên dây thì lambda mình tính ra là mét và d mình tính ra cũng là mét. Và từ mét đổi ra cm mình nhân 100 nha các con. Các con rõ chưa? Câu 48. Một cái nguồn dao động điều hòa với chu kỳ 0,04 giây, dẫn tốc truyền sóng là 200 cm trên giây. Hai điểm nằm trên phương truyền sóng cách nhau 6 cm thì độ lệch pha là bao nhiêu? Như vậy đầu tiên mình sẽ tính cho thầy lambda đã, lambda bằng V nhân T người vô tình. 200 cm trên giây nhân với 0,04 ra bằng là 8 cm. Đúng nào? Rồi, hai điểm đó cách nhau 6 cm, mình tính độ lệch pha là delta phi bằng 2b nhân với d và trên lambda. 2b nhân với d là 6 và chia 8. Cái này ra là 1,5b. Ra dăng, Đáp án câu D nha các con. Delta phi là độ lệch pha giữa hai điểm nha các con thầy nhắc thêm là delta phi còn được tính bởi công thức là bằng là omega nhân d trên v nha các con tùy bài toán có một số bài toán mình dùng công thức này mình tính mới rất là nhanh nha nó nó sẽ nhanh cũng như lambda ngoài cách tính là lambda bằng v nhân t bằng v trên f thì một số bài toán thầy sẽ dùng lambda là 2 b nhân dưới v và chia cho omega tức là thầy đang thế t bằng 2 b trên omega thì từ công thức này sẽ chuyển qua đây ok chưa À, chúng ta thuộc càng nhiều công thức thì bài toán của chúng ta nó càng sinh động. Các con rõ chưa? Câu 49. Trên mặt nước có hai nguồn sống. Nước giống nhau, à, hai nguồn giống nhau đó là hai nguồn cùng pha nha các con. Cách nhau 8 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 1,2 cm. Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là hai nguồn giống nhau là hai nguồn cùng pha thì số cực đại giao thoa sẽ thỏa công thức là k nhỏ hơn l trên lambda và lớn hơn trừ l trên lambda l là khoảng cách giữa hai nguồn nữa các con là ab nè vậy mình sẽ có được là k sẽ nhỏ hơn 8 mà chia một phẩy hai của nào ra là 6,66 thầy ghi là 6,7 đi Vậy bên đây sẽ lớn hơn là trừ 6,7. À quên, ở đây đề bài cho chữ đoạn các con. Thì chỗ này mình lấy thêm dấu bằng nữa. Như vậy thì cái giá trị K lớn nhất mình lấy được là số nguyên á, là số 6. Và số nguyên âm nhỏ như mình lấy được là trừ, 6. Đồng ý chưa? Như vậy thì nếu mà chúng ta liệt kê là không nè, cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 3, tới cộng trừ 6 nào, thì các con cộng lại sẽ có tất cả là 13 giá trị. Đúng nào? Như vậy có 13 điểm dao động cực đại, chúng ta chọn ngay đáp án là câu câu C. Bảo nào? Nhưng nếu tính thế này lâu quá thì các con tính như nè, N bằng K mắc trừ cho K min cộng với 1. K lớn nhất mình lấy được là 6 nè, trừ K min là trừ 6 nè, cộng cho 1 nè ra 13. Khỏi mắc công ta điếm và liệt kê. Nhớ nghe. Chúng ta lấy k lớn nhất trừ k nhỏ nhất cộng cho 1 nha các con. 6 trừ cho trừ 6 là cộng với 1 ra 13. Rồi tiếp tục câu số 50. Một sợi dây AB hai đầu cố định đang dao động với tần số 100 Hz thì trên dây có sóng dừng với 6 nút sóng. Hai đầu cố định. Thầy dạy các con rồi, số nút luôn nhiều hơn K một đơn vị, cứ 6 nút thì K bằng 5. Tức là giá trị K luôn nhỏ hơn số nút một đơn vị. 9 nút thì K là 8, 10 nút thì K là 9, rõ chưa? Tính chiều dài của dây thì chúng ta có công thức L bằng K lambda trên 2, hai đầu cố định không nào? Đây nè, hai đầu cố định nè. Bạn nào quên công thức sóng dừng thì làm ơn học nha. Đúng nào? K viết lại nè, lambda là mình thấy là V trên F vậy thì nó sẽ là V chia cho 2F do đó công thức sóng dừng hai đầu cố định có lần thì dạy các con là học luôn công thức L bằng K nhân V trên 2F nha K là 5 V là 100 chia cho 2F mà F cũng là 100 luôn có nào Ồ ngon vậy Như vậy ở đây là 5 chia 2 ra là 2,5 mét Do dẫn tốc là mét trên dây nên L sẽ ra là mét Đáp án C các con rõ chưa các con? 50. Chúng ta chọn đáp án C. Câu 51, một sợi dây đàn hồi dài 1 m, đầu A B cố định tức là hai đầu cố định nha các con. Có V là 50 m trên dây. Thì trên dây điểm được 5 nút sống kể cả hai nút ở AB. Tức là tính luôn hai nút AB là 5 nút nào? Vậy 5 nút thì cao bằng mấy? Cao bằng 4. Đúng nào? chúng ta dùng công thức L bằng K nhân V trên cho 2F. Bạn nào á mà chuyển với kém thì bạn đó thế số vô bấm shift show. Còn bạn nào mà chuyển với được á, suy ra F bằng là K nhân V và chia cho 2L. Vậy chúng ta sẽ có được F sẽ bằng K là 4 của nào? V là 50 và chia cho 2L. Nhớ ngang dài 1 mét nè, L là 1. 4 x 50 là 200, 200 chia 2 là 100 hét. Chúng ta chọn đáp án là câu C. Nhớ nghe các con, sóng dừng hai đầu cố định chúng ta có công thức nè, L bằng K lambda trên 2 nè, thế lambda bằng V trên F nè, thì chúng ta sẽ có L bằng K nhân V trên 2F nè. Và nhớ rõ là trong bài này cho nè, có 5 nút sóng thì K bằng 4. Đúng không? Rồi. Câu 52. Câu 52. Một sợi dây đàn dài 100 cm. 100 cm tức là 1 m. Tại nhìn đáp án dưới là mét nè các con, mét trên dây nè. AB cố định luôn. F là 50 Hz cho rồi. Được 5 nút sóng thì K bằng 4. Đúng nào? Trên dây điểm được 5 nút sóng kể cả A và B. 5 nút thì K bằng 4. Còn giả sử trên dây mà điểm được 5 nút sóng mà không tính A và B thì nó sẽ có tất cả 7 nút sóng và K bằng 6. Do đó các con đọc đề phải đọc cho thật lực kỹ với thầy nghe. Những bạn mà học giỏi học nắm chắc kiến thức phần này đôi khi vẫn là có thể làm sai. Nhớ nghe, điểm được 5 nút kể cả hai đầu A và B. Như vậy tất cả có 5 nút thì cao bằng 4. Đúng nào? Tính vận tốc. Thì chúng ta có công thức L bằng gì? K nhân V trên cho 2F. Như vậy chúng ta sẽ có được V bằng gì? L nhân với 2F và chia cho K. Bạn nào mà chuyển vế không tốt, đề nghị là thế giờ đây bấm ship show. Đúng nào? L là 1 m nè. Nhân 2 nè. F là 50 Hz nè. Chia cho K là 4 nè. Đúng nào? Chỉ ra được là 25 m trên dây. Chúng ta chọn đáp án là câu câu B. Rồi các con rõ chưa các con? Rất là nhẹ nhàng phải không các con? Câu 53. Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định có sóng dừng với hai bụng sóng hai đầu cố định thầy nói rõ các con nè hai đầu cố định mà dài một mét là l nè này. này l nè ha hai bụng sóng thì nhớ là hai đầu cố định là số bó bằng số bụng là bằng k đúng nào mà đề bài có hai bụng nghĩa là k bằng hai yêu cầu tính bước sóng nào thì chúng ta dùng công thức l bằng k lambda trên hai Thể vô L là 1 mét nè K là 2 nè Nhân với lambda trên 2 2 trên 2 mất Các con tính được lambda ra bằng 1 mét 1 mét chúng ta chọn đáp án A Như vậy thì thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta là 53 câu trắc nghiệm ở cả hai chương rất là dễ các con cái này dùng là từ siêu dễ đúng nào mà em nào mà À, chỉ cần có học bài thôi là hiểu được hết. Đúng không nào? À, các con nhớ là à, nếu cái công thức nào các con quên thì các con sẽ học lại nha. Cảm ơn các con đã theo dõi video của thầy từ đầu đến cuối nha các con. Thầy à, xin chào các con. Chúc các con vui vẻ và học tốt nha.